sự thì như cũng chưa biết kết quả mình chọn như thế nào, như cũng nói cái điều đó. Thật sự thì vẫn vàng nữa là định dự cho cái chỗ tình thủ là có cái như cũng như là bạn như là đội cũ như thì tất cả mọi người đều xứng đáng như hôm nay đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành được vé đi World Cup, thì nghĩ là cơ hội này chia đều cho tất cả mọi người. Bạn đang là xem một cầu thủ